KGB là muốn đi khỏi, trung tâm bảo trợ xã hội, tôi thu nhập mấy chục triệu một tháng, hoàn toàn có thể tự nuôi con. Tại trung tâm bảo trợ xã hội số 1, KGB là kể rằng, thu nhập mỗi tháng mình mấy chục triệu, có thể tự nuôi con. Và không muốn ở tại đây. Tuy nhiên, vì lo cho sức khỏe của đứa trẻ, nên trung tâm hàng ngày, vẫn lo chăm sóc cho mẹ con cô. Ngày 4 tháng 7, mẹ con Đoàn Thúy Hà, 31 tuổi, trú ở xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, người có biệt danh là Hotgirl Bella, vẫn đang được chăm sóc tại trung tâm bảo trợ xã hội 1, xã Dục Tú, huyện Đông Anh, Hà Nội. Giống như cách đây gần một năm, chúng tôi gặp tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, khi Bella vào bệnh viện sinh mổ, tính cách người phụ nữ này vẫn không hề thay đổi. Cô nói rất nhiều, và liên tục ngỏ ý muốn ra khỏi trung tâm bảo trợ, để đưa con về quê. Tuy nhiên, vì lo cho đứa bé còn nhỏ, nhưng bị mẹ đưa đi khắp nơi, ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe, nên trung tâm bảo trợ xã hội 1 đã giữ lại tại đây để chăm sóc. Theo dõi, Bella chia sẻ, con cô đang bị ốm, lên sởi, do thời tiết quá nóng bức. Cô muốn được ra ngoài kiếm tiền, để đưa con đi điều trị. Tại đây, cô liên tục ôm ghì lấy con, thậm chí cho vào xe đẩy bị kín lại, để không ai được tiến lại gần đứa trẻ. Bella cũng khẳng định, muốn ra khỏi trung tâm bảo trợ xã hội 1, để về quê sinh sống. Cô còn bày tỏ thắc mắc, không hiểu vì sao lại bị cho vào trung tâm bảo trợ xã hội. Tôi không đi lang thang, tôi đang trên đường, từ Hải Phòng ra Hà Nội, để về Hải Dương. Nếu như người dân Việt Nam không muốn ca sĩ Bella ở trong nước, thì tôi xin được ra nước ngoài sinh sống. Tôi có bố mẹ tử tế, gia đình bình thường. Ở đây, họ cho tôi ăn cơm 3 bữa, nhưng tôi không cần xin cơm, mà muốn được ra ngoài, Bella nói. Trong suốt cuộc trò chuyện, Bella nhắc đi nhắc nội dung, muốn rời khỏi trung tâm. Nếu được ra khỏi trung tâm, Bella sẽ về Hải Dương để sinh sống. Ngày nào tôi chẳng ở Hải Dương. Tôi phải về quê để lo nhiều việc khác, chứ không phải ở đây để trả lời những chuyện linh tinh, Bella cho hay. Hot girl nổi tiếng chuyên quỵt tiền còn chia sẻ thêm, tôi thu nhập mấy chục triệu một tháng, hoàn toàn có thể nuôi con được. Vì sao đưa tôi vào đây, một phòng 5 người, như những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ? Bella cũng ngỏ ý, nếu mọi người cố tình ý kiến, cô sẽ đánh sập Google, để không được nghe bài hát nào do mình hát nữa. Theo ông Nguyễn Đức Vân, trưởng phòng tiếp nhận, quản lý giáo dục dạy nghề, trung tâm bảo trợ xã hội 1, sau khi vào trung tâm, cả mẹ con chị Thúy Hà đều được chăm sóc và thăm khám sức khỏe. Ăn uống theo đúng chế độ của nhà nước. Hàng ngày, chị Hà vẫn tự chăm sóc cho con trai, còn cán bộ trung tâm hỗ trợ thêm pha sữa cho cháu bé. Hàng ngày, chúng tôi vẫn thường xuyên hỏi thăm, quan sát để đảm bảo việc chăm sóc tốt nhất cho cháu bé. Hiện tại, sức khỏe của cháu bé vẫn rất tốt, ông Vân nói. Ông Vân cho biết thêm, hai mẹ con chị Thúy Hà được tiếp nhận vào trung tâm. Từ đêm ngày 30 tháng 6, sau khi vào trung tâm, tâm lý của chị Hà không ổn định. Theo ông Vân, có những ngày, Thúy Hà rất hợp tác và nói chuyện với mọi người, nhưng có những ngày lại khó tính, đòi ra ngoài. Những hình ảnh mới nhất về mẹ con Hot Girl Bella ở trung tâm bảo trợ xã hội. Ngày 4 tháng 6, mẹ con Đoàn Thúy Hà, biệt danh Hot Girl Bella, quê gốc ở Hải Dương, vẫn đang được chăm sóc tận tình tại trung tâm bảo trợ xã hội số 1, xã Dục Tú, huyện Đông Anh, Hà Nội. Sau vài ngày sinh hoạt tại đây, Hot Girl Bella tính khí thay đổi từng ngày. Ông Nguyễn Đức Vân, trưởng phòng quản lý tiếp nhận, quản lý giáo dục dạy nghề, trung tâm bảo trợ xã hội số 1 cho biết, đơn vị tiếp nhận hai mẹ con này vào tối ngày 30 tháng 6. Ngày đầu tiên sau khi về đây, Bella luôn nhận mình là ca sĩ và hát cho mọi người nghe, mọi người cũng thấy vui vẻ. Thế nhưng sau đó, tính tình của người mẹ này thay đổi thất thường, có hôm rất hợp tác, tham gia các hoạt động cùng mọi người trong trung tâm. Có hôm cô tính khí nóng nảy, không hợp tác. Về việc chăm sóc, chúng tôi rất hay quan tâm, đến thăm khám sức khỏe, cô ấy tự chủ động chăm sóc vệ sinh con. Chúng tôi chỉ hỗ trợ thêm, như pha sữa, nhưng có lúc cô không đồng ý cho mọi người tiếp cận chăm sóc cháu bé, ông Vân thông tin. Về tình hình con trai Bella, ông Vân cho biết, cháu bé gần 1 tuổi đang tập đi, bò ở cạnh giường. Cháu bé ngoan và khỏe mạnh. Hiện nay, vào buổi đêm, trung tâm bố trí cho hai mẹ con cô ngủ chung một giường, cùng với hai phụ nữ khác. Trung tâm có cắt cử người thường trực 24/24 và có camera giám sát. Trong trường hợp có vấn đề xảy ra sẽ xử lý kịp thời. Khi chúng tôi tiếp cận với Bella, cô ấy vẫn hay cáu gắt và tỏ ra không hợp tác. Khi được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội,
cô ấy liên tục lấy mũ bịt mặt con. Hay cho con vào trong góc khuất, vì không muốn mọi người xem mặt cháu bé. Cô cho rằng, muốn xem mặt con trai mình phải mua vé. Ông Vân cho biết, trong chiều qua 3 tháng 7, người thân của cô cũng từ Hải Dương lên trung tâm để hỏi thăm về tình hình sức khỏe hai mẹ con. Mọi người cho biết, rất may qua sự việc vừa rồi, các cơ quan chức năng tại Hà Nội đã đưa Bella về trung tâm, thì người nhà mới biết. Chứ không ai biết, cô ấy đưa con đi đâu, làm gì. Bà ngoại cũng đã già, năm nay ngoài 80 tuổi rồi, ông Vân nói. Theo cán bộ trung tâm bảo trợ xã hội số 1, người nhà mong muốn sớm được đưa Bella đi chữa bệnh tại bệnh viện về tâm thần. Tuy nhiên, hiện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội vẫn đang xem xét các bước sao cho phù hợp nhất có thể. Theo quy định của Ủy ban Nhân dân Hà Nội, trung tâm sẽ bảo trợ các trường hợp như mẹ con Bella trong vòng 30 ngày. Sở Lao động Hà Nội đã có văn bản đề nghị Sở Lao động Hải Dương tiếp nhận hai người. Về việc giám định tâm thần với chị Hà, trung tâm bảo trợ xã hội chỉ được phép đề nghị cơ quan y tế thực hiện khi người mẹ có nhiều biểu hiện gây ảnh hưởng tới con. Trước đó, tối 29 tháng 6, Hot Girl Bella mang theo con đến phòng trực ban của Công an quận Hoàn Kiếm cầu cứu vì cho rằng bị nhiều người dân vây đánh. Ngay sau đó, mẹ con người này được chuyển xuống Công an phường Hàng Trống để giải quyết và gửi đến trung tâm bảo trợ xã hội một ngay trong đêm. Nguyên nhân khiến nhiều người phản đối Bella vì người này từng có những hành vi bạo hành con trai. Cô đặt con trai nằm ở vỉa hè, lòng đường, trước đầu xe ô tô, rất nguy hiểm đến tính mạng cháu bé. Ngoài ra, cô còn phả khói thuốc vào mặt con trai, chất đầy đồ lên xe đẩy con trai. Hạt sầu riêng được thu mua, vía cao hơn quả. Gần đây tại một số tỉnh của Tây Nguyên, hạt sầu riêng được thu mua với giá từ 50-75.000 đồng 1 kg. Hơn một tháng nay, các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên bước vào chính vụ thu hoạch sầu riêng. Năm nay ngoài việc mua bán sầu riêng thành phẩm, thì hạt sầu riêng cũng được các thương lái thu mua với mức giá khá cao. Theo giải thích ban đầu, do giá sầu riêng tăng mạnh, gần đây nông dân các tỉnh Tây Nguyên đầu tư vào trồng loại cây này khá nhiều. Thêm vào đó, các cơ sở ươm giống ở miền Tây cũng có nhu cầu lớn về hạt và cây giống. Chính vì lý do đó mà hạt sầu riêng năm nay được thu mua nhiều hơn và giá cả cao gấp 5-6 lần so với năm ngoái. Qua tìm hiểu, do quốc lộ 20, đoạn qua huyện Đạ Hoai, Lâm Đồng, thủ phủ sầu riêng của Lâm Đồng, nhiều chủ vựa sau khi bán sầu riêng cho khách, thu mua luôn hạt với mức giá mua vào từ 50.000 đến 60.000 đồng 1 kg. Như vậy khi mua sầu riêng về ăn, khách hàng bán lại hạt thì được gần bằng giá trị mua quả thành phẩm ban đầu. Tại vựa trái cây Thạnh Lệ, trên quốc lộ 20, đoạn qua xã Hà Lâm, huyện Đạ Hoai, Lâm Đồng, cho biết giá sầu riêng G6 là 60.000 đồng 1 kg, Thái Lan 70.000 đồng 1 kg, sầu riêng hột giá 40.000 đồng 1 kg. Đối với những trái to, trong khi đó, thu mua hạt sầu riêng đã mua vào với giá 65.000 đồng 1 kg hạt. Cứ mua sầu riêng, mất công lột cơm ra rồi bán hạt thì đều lời, vì đa số sầu riêng hạt rất to. Ở đây hạt loại nào cũng mua giá đó, trừ những hạt lép ra. Tôi cũng không biết người ta mua hạt về ươm hay làm gì, nhưng thấy thương lái họ thu mua thì chúng tôi cũng mua, rồi bán lại kiếm lời thôi, người bán hàng tên Thạnh cho biết. Anh Tấn Nghĩa, một người dân tại Lâm Đồng chia sẻ, mọi năm hạt sầu riêng sau khi ăn xong đều được vứt đi hoặc luộc lên ăn. Năm nay các thương lái thu mua với giá gần bằng giá trị của một quả sầu riêng. Làm mình thấy, mua sầu riêng về ăn khá là lời. Theo khảo sát của chúng tôi, trong một nhóm về nông nghiệp, trên mạng xã hội, có một số nơi hạt sầu riêng được thu mua lên tới 85.000 đồng 1 kg. Bạn Mai Bùi chia sẻ, giá tới tay các chủ vườn ươm là 85.000 đồng 1 kg, còn đối với thu mua chỉ dừng ở mức giá từ 66.000 đến 75.000 đồng 1 kg. Hay bạn Huỳnh Tín ở huyện Cư Cun, tỉnh Đắk Lắk cho biết, giá hạt sầu riêng tại các vựa trái cây được thu mua ở mức 70.000 đồng 1 kg. Tuy nhiên, khi tìm hiểu trên mạng, giá bán của 1 kg hạt sầu riêng thậm chí còn cao hơn nhiều so với sầu riêng thành phẩm, khi giá được đẩy lên thành 150.000 đồng 1 kg tại thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ cơn bão hạt sầu riêng, giá của những cây giống cũng tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Theo khảo sát của chúng tôi, tại các cơ sở sản xuất kinh doanh cây giống trực tuyến tại thành phố Buôn Ma Thuột, nơi Viện Khoa học Kỹ thuật,
Nông Lâm Tây Nguyên đặt trụ sở. Và người dân nơi đây, thì hiện nay, cây sầu riêng giống, có giá từ 85.000 đến 120.000 đồng một cây, tùy theo từng giống. Tăng từ 20.000 đến 30.000 đồng cây, so với năm ngoái. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng cũng cảnh báo bà con nhân dân. Không nên đổi hay tích trữ giống, vì rất có thể, đây là hiện tượng nhất thời của thị trường.